Đây là Samson. Không được. Samson không việt vị trong pha bóng vừa rồi. Và chuyển trạng thái rất nhanh của Dương Văn Khoa. Đó là một đường chuyền chất lượng của hậu vệ trái bên phía Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Hoàng Vũ Samson. Mauricio. Tiếng bóng bật rất cao của Mauricio nhưng pha đánh đầu là quá nhẹ. Chiến tại câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi dẫn dắt Đặng Anh Tuấn. Osagona rất nguy hiểm. Pha đánh đầu của Osagona. Đánh đầu. Tiếp tục là một tình huống tương tự. Và lại là Osagona. Osagona dứt điểm. Tình huống dứt điểm chính xác của Osagona. Nhưng bóng đã tìm tới đúng vị trí của thủ môn Thanh Thắng. Chiều cao tốt nhưng phản xạ cũng như là khả năng ra vào của thủ môn này là ấn tượng. Pha xử lý rất hay của Osagona. Văn Kiên sút xa. Tình huống dứt điểm chính xác